bốn cái vị trí mà mẹ không cần phải vệ sinh quá sạch cho trẻ, bởi vì những vị trí này là những vị trí rất là nhạy cảm. Thứ nhất đấy là rốn của trẻ. Rốn của trẻ thì nếu mà chúng ta vệ sinh quá sạch và vệ sinh hàng ngày thì nó có thể dễ mà làm nhiễm khuẩn đường ruột cho trẻ. Một vị trí thứ hai nữa đấy là mũi của trẻ. Nếu mà chúng ta sử dụng nước muối hay những cái bình xịt để chúng ta thông và rửa mũi hàng ngày hay là liên tục cho trẻ thì rất là dễ bị gây tổn thương cái niêm mạc mũi của trẻ. Một vị trí thứ ba nữa là chúng ta cũng cần phải hạn chế cái việc vệ sinh trong giai đoạn mà trẻ sơ sinh cho đến 9 tháng đến 1 năm, đấy là tai. Trái tai của trẻ thì trong giai đoạn này thì không quá nhiều, còn nó cũng là một cái thành phần tham gia cấu trúc bảo vệ màng tai của trẻ. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải hạn chế cái việc mà chúng ta lấy trái tai thường xuyên cho trẻ, đặc biệt là trẻ còn nhỏ. Một vị trí cuối cùng đấy là tóc của trẻ. Trong những giai đoạn đầu sau khi mới sinh, tóc trẻ rất là mềm, chúng ta hạn chế cái việc mà rửa rồi gùi cho trẻ thường xuyên và tác động lên được vùng tóc này của trẻ. Các mẹ nhớ nhé, ốc thơm nằm chuyên gia chăm sóc mắt trẻ em.